Sóc Cò TV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là lịch của mình, lẽ ra là mình chia sẻ cho các bạn về dòng Lan Pen Soda. Nhưng mà các bạn biết đó, khoảng độ một tuần nay mình nhận rất là nhiều tin nhắn qua bên Zalo. Có nhiều người hỏi rằng là: anh ơi, hiện tại trên thị trường đang bán về các loại lan hồ điệp mà màu xanh á, theo anh có nên mua không? Mình tính là mình sẽ không làm về chủ đề này đâu, nhưng mà thấy hỏi rất là nhiều, thế nào mình sẽ nghiên cứu về cái chủ đề rất là kỹ. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái nội dung là lan hồ điệp màu xanh nó có thực sự tồn tại hay không. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết tại sao mình lại quay nói về hồ điệp màu xanh mà mình lại quay về cái cây hồ điệp trắng V3 trắng họng vàng này. Tại sao? Tại vì nó có liên quan đấy các bạn à. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn cây hồ điệp màu xanh nó bắt nguồn từ khi nào và nó vào thị trường Việt Nam ra sao, và cái cách thức của màu sắc nó ra làm sao. Thì là theo như mà mình biết, mình nghiên cứu, thì cái cây hồ điệp màu xanh dương ấy, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn để các bạn tiện theo dõi. Thì cái cây này lần đầu tiên xuất hiện nó là rơi vào năm 2011 ở Florida bên Mỹ. Thì khoảng độ là năm 2015 nó bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam ở Sài Gòn đầu tiên á. Thì cái cây hồ điệp màu xanh đấy nó giá nó rất là mắc. Thường thường nếu là một cây hồ điệp màu xanh, nó giá nó rơi vào khoảng độ gấp 5 lần cây hồ điệp bình thường. Ví dụ như cây hồ điệp bình thường chúng ta mua hàng nó rơi vào khoảng là 150, thì cây hồ điệp màu xanh nó rơi khoảng độ 800 đến 1 triệu nhé, tùy theo màu sắc số lượng nữa. Thì cây hồ điệp màu xanh nó có gì đặc biệt? Cây hồ điệp màu xanh nó chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó chính là cây hồ điệp trắng V3 này mà ra các bạn nhé. Các bạn để ý kỹ màn hình, các bạn zoom thật là kỹ giúp mình. Mình sẽ để cho các bạn quan sát cái cây hồ điệp trắng V3 này này. Và cây hồ điệp màu xanh dương. Nó chính là cái cây hồ điệp này mà ra. Các bạn để ý kỹ cái họng màu vàng này này. Họng vàng nhé. Trắng họng vàng này. Cái thằng màu xanh cũng là trắng họng vàng mà thôi. Thì tại sao nó có màu xanh? Là tại vì rằng là người ta nhuộm có 3 hình thức. Có 3 hình thức để tạo ra một cây hồ điệp màu xanh. Thứ nhất là tiêm. Thứ hai là dùng hóa chất mà để vào gốc cây. Và cái thứ ba đó chính là mình nhuộm. Thì tại thị trường Việt Nam thì đại đa số là nhuộm màu là chính. Nhuộm màu thì nhuộm từ lúc cây còn nhỏ các bạn nhé. Nhuộm từ lúc còn nhỏ. Nhuộm chứ không phải là xịt cái màu nó lên cái bông ở đâu để tạo màu xanh, không phải. Nhuộm là trồng cái hóa chất vào cái cây hồ điệp, cây con. Từ lúc nhỏ và đến khi nó trưởng thành nó sẽ ra một cái màu xanh. Như vậy thì nó sẽ không có bị tàn mặt, tàn bông màu xanh của nó đi. Và cái biện pháp này nó chỉ áp dụng đời F1 mà thôi. Và thường thường thì màu xanh dương nó rất là phổ biến tại cái thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Và giá thành nó rất là cao. Màu xanh dương nó chỉ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam có một vài năm gần đây mà thôi. Và hiện tại ở trên thị trường mình thấy có rất là nhiều người bán với cái cây hồ điệp màu xanh dương. Và với giá chỉ có 100.000 đổ lại mà thôi. Thì mình xin cam đoan rằng đấy là 100% là các bạn ăn thịt lừa, hay thường gọi là lừa đảo đó. Bởi vì màu xanh dương người ta xuất hàng ít nhất là cũng phải 700-800.000 một cây. Và màu xanh dương nó rất là hiếm, nó không có đại trà các bạn nhé. Nên vì vậy mà các bạn bỏ cái suy nghĩ rằng là mua 100.000 hoặc 200.000 hay mấy trăm ngàn cũng không có được cái cây hồ điệp xanh dương đâu. Tất cả đều mà lừa mà thôi. Và điều đặc biệt là như thế này này, nếu mà các bạn hỏi rằng là có nên mua hồ điệp xanh dương không, thì mình trả lời luôn cái quan điểm cá nhân của mình nhé, là không nên mua. Tại vì sao? Bởi vì rằng là cái thằng hồ điệp màu xanh dương nó là cái cây trắng V3 này, nó nhuộm màu, nó tiêm phẩm màu vào cái tĩnh mạch của cái cây, nó tạo ra những cái màu sắc xanh. Thì cái cây này nó không có mang tính chất là di truyền. Tức là sao? Tức là nó chỉ có ra được cái màu xanh tạm thời mà thôi. Khi mà bông tàn các bạn cắt bông đi thì đời F2, F3 lên nó lại về màu trắng y hệt như thế này, không khác gì cả. Rất là phí tiền, cực kỳ là phí. Thế nên vì vậy mà các bạn đã hiểu là tại sao mình lại quay cái cây trắng V3 này là vì vậy. Bởi vì rằng nó là cái thường thường người ta sẽ chọn những cây bự nhất trong cái dòng lan hồ điệp, mà cái dòng lan hồ điệp bự nhất đó chính là cái trắng V3 này này, nó rất là bự. Và người ta tiêm cái hóa chất vào cái cây này, hoặc có thể là vào tĩnh mạch hoặc là vòng ngồng này, để tạo ra những cái màu xanh.
hoặc có thể là người ta sẽ trồng từ cây con và người ta sẽ làm một cái hóa chất, biện pháp hóa chất người ta nhuộm từ cái giá thể của cây đó, sau đó là cây nó sẽ ra ngồng, nó sẽ ra một cái màu xanh, và màu xanh nó chỉ mang tính chất tạm thời, chỉ có mang tính chất tạm thời thôi, trưng một thời gian thôi, sau đó là các bạn trồng đời F2, F3 thì nó sẽ lại về cái màu trắng V3 này, không có khác gì đâu. Cùng cha khác ông nội nhá. Theo như mình được biết đấy, ở thị trường châu Âu đấy, người ta bán những cây hồ điệp màu xanh dương, thường thường người ta sẽ có một cái tờ giấy ở đây này, người ta sẽ viết một cái gọi là cái ghi chú đấy các bạn, tức là màu xanh nó chỉ mang tính chất tạm thời, không mang tính chất di truyền, và đời F2, F3, tức là những cái thế hệ lan đấy, đời tiếp theo ấy thì nó sẽ không có màu xanh, nó sẽ lại về một màu trắng đó. Nên vì vậy mà các bạn đừng có suy nghĩ rằng là hồ điệp màu xanh các bạn mua về các bạn trồng sau đó ra đời F2, F3 nó sẽ ra màu xanh nhé. Đấy là một cái sự sai lầm rất là lớn đấy. Tại vì sao mình lại làm cái chủ đề này? Các bạn còn nhớ trong kênh mình không? Mình có chia sẻ cho các bạn cái cách nhận biết là lan hồ điệp Đài Loan và lan hồ điệp Trung Quốc. Đúng rồi, mãn thiên hồng Việt Nam hoặc là mãn thiên hồng hàng Trung Quốc. Và mình chia sẻ rất là nhiều cái cách nhận biết, và nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái shop khác, tức là những cái shop bán lừa đảo cho các bạn đó. Và họ vào họ nói rất là nhiều về vấn đề cái chủ đề này. Mình thì bản thân mình không có muốn động chạm với bất kỳ cái shop nào cả. Mình chỉ nói chung chung để cho các bạn biết một chút kiến thức về lan, để không có bị lừa đảo, không có bị lừa gạt gì cả. Và chúng ta hãy trở thành những người mua hàng thông thái, chỉ mong muốn vậy thôi, chứ không có muốn đụng chạm đến tất cả shop bán hàng khác các bạn nhé. Nên vì vậy mà khi về chia sẻ những chủ đề mà nhận biết về lan để tránh lừa đảo ấy, mình rất là hạn chế, thực sự là rất là hạn chế. Nhưng mà thấy các bạn hỏi rất là nhiều về cái lan hồ điệp màu xanh dương này, và mình đã nghiên cứu rất là kỹ, thì mình đã chia sẻ cho các bạn biết đấy đó. Cây xanh dương đó chính là cây màu trắng V3, hay thường gọi là trắng hậu vàng. Nó được tiêm phẩm màu hoặc là trích màu vào cây để tạo ra những cái màu sắc chỉ mang tính chất tạm thời và không có mang tính chất di truyền. Khi các bạn trồng cái cây đấy, các bạn cắt cái ngồng màu xanh đi, thì cái ngồng thứ hai nó sẽ ra là y hệt như cái này, là trắng V3. Nên vì vậy mà các bạn không nên mua cái cây màu xanh dương nhé. Cây màu xanh dương nó chỉ là cái hàng gọi là con chim mồi thôi, để lừa các bạn đó. Không nên mua cái cây xanh dương nhé. Mình cũng không có bán, có cho mình không có lấy, bởi vì có ai cho đâu mà lấy. Còn đây là cây mãn thiên hồng ba ngồng rồi, nó sẽ ra màu như kia kìa. Sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn kích làm sao mà để cho cái cây nó ra rất là nhiều ngồng đó. Đây các bạn thấy này, đây là cây hồ điệp màu hồng của mình đây, nó đang ngồng này, mình trồng được 4 tháng này này, ngồng nó đang rất là cao. Bên kia là cây màu vàng, tất cả đều là hàng Đài Loan. Đây cũng vậy, đây là một cây trắng V3, nó ra rất là nhiều. Các bạn thấy ký này, nó ra này một nhánh này, hai nhánh này, ba nhánh này, ba nhánh và ngoài ra trên ngọn này nữa. Ba cái nhánh này ít nhất cũng phải mỗi nhánh này được 5 bông, là được 15 bông. Và cái ngồng thẳng của nó nữa, ngồng chính này nữa, ít nhất cũng phải được 10 bông. Các bạn thử nghĩ xem, cái ngồng này nuôi được 25 bông. Nó có khác gì thua, có khác gì khủng long không? Đó. Chậu này các bạn cũng đã biết rồi. Mình trứng phải được 3 tháng rồi. Đó, hết xong mình lại cắt. Nó lại ra. Tất cả những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay nó chỉ là trên quan niệm cá nhân, không mang tính chất đại trà. Các bạn có thể là trau dồi kiến thức, có thể là góp nhặt được cái gì ở bên mình thì các bạn hãy góp nhặt. Và hãy cố trang bị cho mình một kiến thức thật là tốt, để không có bị người khác lừa lọc. Còn đối với bên mình thì không có khái niệm là mình lừa các bạn cái điều gì cả. Mình biết, mình chia sẻ. Cái gì mình không biết, mình không có chia sẻ. Cái gì tốt thì mình sẽ nói. Đấy các bạn thấy đấy, mình sử dụng một ít phân bón. Đây là cây trắng V3, cũng là cây trắng V3. Bởi vì đến thời điểm này, cái ngồng của nó vẫn là cái màu như thế này thì chắc chắn là màu trắng rồi. Không thể thành màu tím được, không thể thành màu hồng được. Các bạn thấy đấy, mình làm cho nó ra phân nhánh này, một ngồng, hai ngồng. Hai ngồng và hiện tại là ngồng chính của nó là bao nhiêu nụ đây? 1, 2, 3, 4, 5. Cái ngồng chính của em này cũng dự tính là cũng phải được 10 nụ rồi, 10 nụ mới hai cái ngồng này nữa.
Cây này cũng ít nhất cũng phải được 25, 30 bông tất cả. Cũng đâu có thua kém gì khủng long đâu. Quan trọng là chúng ta thôi, các bạn này trang bị cho mình thật là nhiều kiến thức. Các bạn chăm lan thì thấy nó rất là đơn giản. Mình cố làm sao mình để chia sẻ cho các bạn để có nhà nhà có bông, người người có bông. Không phải mua nhiều nữa. Ban đầu không có thì chúng ta mua, sau này chúng ta không cần phải mua nữa, chúng ta sẽ tự nhân giống chúng nó ra. Rất là đơn giản, hàng công nghiệp mà, có gì đâu mà khó ạ. Đó, các bạn còn nhớ khủng long không? Mình trồng rồi được một tháng này, bắt đầu nó đang ngồng rồi nè. Đó, dễ đang cái bò nè. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về cái nội dung về cây lan hồ điệp xanh dương. Mình sẽ xin tóm tắt lại cái nội dung của ngày hôm nay. Cây màu xanh dương đó chính là cây trắng V3. Đại đa số là người ta chọn cây V3 người ta để kích chích màu nhuộm và người ta tạo ra cái cây màu xanh dương. Và cây màu xanh dương nó không có mang tính chất di truyền, nó chỉ có là màu tạm thời. Và giá của nó nếu mà có nhuộm thì nó giá của nó rất là mắc, khoảng gần 1 triệu một cây đấy, không phải là ít các bạn nhé. Còn đâu là chơi màu xanh dương hay không thì theo mình nói là không, không nên chơi. Bởi vì nó, bản thân cây xanh dương nó lừa đảo các bạn. Nó là cái cây trắng, nó xịt thành màu xanh, nó lừa các bạn mà. Đã lừa đảo thì chơi nhau làm chi cho mệt ra. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nha. Có gì biết mình sẽ chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.